à, 1 triệu pi ha thì chúng ta sẽ đổi được một đô đây anh em bấm vô nếu như chúng ta có một triệu pi anh em chỉ cần bấm vô nó sẽ có cái phần đổi tiền cho anh em rút tiền cho anh em min rút chỉ là một đô thôi còn nếu như hai triệu pi sẽ đổi được hai đô đây cao nhất là 50 đô nếu như ai chưa có một cái tài khoản paypal thì anh em nên tạo một cái tài khoản paypal để đựng tiền nếu như anh em muốn chơi những cái ứng dụng mà rút được tiền về paypal ấy Link tải app ở dưới phần mô tả video, nếu anh em nào quan tâm có thể xuống dưới để tải ứng dụng này về nha. Đầu tiên thì anh em sẽ bấm click copy để copy cái mã code của mình, hoặc là bên dưới phần mô tả video mình có để mã code cho anh em copy cũng được. Sau đó bấm chữ view góc phải trên cùng để nó chuyển qua giao diện cho anh em cài đặt ứng dụng. Đây là một ứng dụng tên là Newbie và nó chung nhà sản xuất với ứng dụng Clip Class mà mình đã từng review trên kênh ha. Ứng dụng Clip Class rất hot trong năm trước. Năm nay thì vẫn rất là nhiều người chơi nha anh em, nó vẫn trả tiền đều đều nên nhiều người vẫn đang chơi. Quay lại với ứng dụng Newbie thì ngày trước mình có thấy ứng dụng này ra mắt rất lâu rồi anh em, nhưng lúc đó nó không cho Việt Nam chơi, có nghĩa là trên Google Play nó chưa có ứng dụng tên là Newbie cho Việt Nam. Lúc đó thì cần phải fake IP để tải ứng dụng này thì mình thấy nó rườm rà quá ha nên mình sẽ không review ở lúc đó. Bây giờ thì nó đã cho phép Việt Nam mình chơi rồi. Anh em có thể là xem thông báo của nó này. Nó đã chính thức phát hành vào ngày 2 tháng 6 2021 và đã được hơn 100.000 lượt tải xuống rồi. Vào ứng dụng anh em sẽ lướt qua này. Chúng ta sẽ bấm Start Earning Now. Anh em có thể đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc là tài khoản Facebook đều được. Mình kiến nghị anh em sử dụng tài khoản Google nhé. Đăng nhập thành công chúng ta sẽ thấy một cái giao diện như thế này. Hàng ngày thì anh em có thể là check in, bấm chữ check này để chúng ta nhận được cái điểm Pi miễn phí ha. Ngày 1 này nhận được 500 pi, ngày 2 là 1.000. Điểm nhanh càng nhiều ngày thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều pi. Rồi thì ở bên dưới này chúng ta sẽ thấy cái chữ claim này. Check in for the first time có nghĩa là chúng ta check in lần đầu tiên. Claim là chúng ta sẽ nhận được B ha. Tương tự, anh em sẽ Pi job PayPal có nghĩa là anh em sẽ liên kết một cái tài khoản PayPal của anh em vào. Yên tâm là chỉ cần liên kết cái địa chỉ Gmail thôi ha. Bấm chữ ơn này thì anh em sẽ thêm một cái địa chỉ email PayPal của bạn vào giống như mình ha. Đây là địa chỉ email của mình. Anh em lưu ý là phải thêm đúng cái địa chỉ Gmail đã liên kết PayPal của bạn nhé sau đó bấm chữ confirm Vậy là hoàn thành bấm claim đương nhiên là về vấn đề sửa tài khoản Paypal vẫn được thôi nhưng mà nếu như ứng dụng này và ứng dụng clip Clipclap nó chung một nhà sản xuất thì khi mà anh em sửa nó rất là rườm rà các anh em phải liên hệ đến phía app nhờ họ ha nên anh em cần lưu ý để điền đúng là được rồi những nhiệm vụ như là check in back to back này, hôm sau anh em vào check in này. Rồi purchase daily lot này, những cái nhiệm vụ mà anh em có thể làm bấm một chữ ơn để thực hiện. Xem 6 cái quảng cáo này hoặc là làm một cái bounty discover này. Nhiệm vụ đó anh em để anh em kiếm các cái đồng là Pi. Bên dưới nó còn có cái phần đó là your collection, cái phần mà chúng ta có thể claim nhận ha. Đó, 999 Pi về phần profile ở đây anh em sẽ thấy uh, hiển thị ra tên của chúng ta avatar của chúng ta này tổng với số bi của chúng ta đang có này anh em có thể bấm withdraw để xem cái min root của nó ha à, một triệu pi ha thì chúng ta sẽ đổi được một đô đây anh em bấm vô nếu như chúng ta có một triệu bi anh em chỉ cần bấm vô nó sẽ có cái phần đổi tiền cho anh em rút tiền cho anh em min root chỉ là một đô thôi còn nếu như hai triệu bi sẽ đổi được hai đô đây cao nhất là 50 đô nếu như ai chưa có một cái tài khoản PayPal thì anh em nên tạo một cái tài khoản PayPal để đựng tiền. Nếu như anh em muốn chơi những cái ứng dụng mà rút được tiền về PayPal ấy, anh em chỉ cần có số điện thoại và địa chỉ Gmail là anh em đã tạo được một cái tài khoản PayPal rồi. Và có thể rút được tiền từ PayPal về tài khoản ngân hàng Việt Nam được từ 2 cho tới 4 ngày. Và nếu như ai thấy lâu quá hoặc là không biết cách rút đấy thì có thể liên hệ mình, mình có thể chuyển đổi nó ra tìm Việt ngay lập tức cho anh em. Ứng dụng này thì theo như mình đánh giá nó không ngon bằng Clip clap nhưng mà nó mới ra nên chức năng nó cũng hạn hẹp và các chức năng để anh em kiếm tiền nó cũng ít ha ở trong phần invite fan này có nghĩa là chúng ta sẽ đi giới thiệu bạn bè đi giới thiệu bạn bè chúng ta sẽ nhận được là 0.16 đô nha anh em 0.16 đô thì nếu quy ra tiền Việt nó khoảng từ 3 cho tới 4.000 Việt Nam đồng đó anh em Bounty event này invite bounty này ờ, cái gì đây invite multiple people with one cost hoàn thành các nhiệm vụ mega apply thử coi Uh, 100 people trong 7 ngày, có nghĩa là giới thiệu được 100 người trong 7 ngày sẽ nhận được là 10 đô. Uh, giới thiệu 250 người trong 7 ngày sẽ nhận được là 20 đô. À ở đây nó kêu là uh, anh em sẽ apply giống như là tôi tôi là người có thể giới thiệu được 100 người trong 7 ngày thì anh em sẽ chọn cái mục đầu tiên đúng không? Đó, uh, reason for apply. Nghĩa là anh em sẽ ghi cái lý do mà anh em muốn apply vô đây. Lưu ý là phải ghi bằng tiếng Anh nha. Sau đó bấm submit apply là được. Dành cho những bạn mà giới thiệu được nhiều người. Còn trong trường hợp mà anh em không giới thiệu được nhiều người á, thì anh em bỏ qua cái phần này có nghĩa là anh em giới thiệu dưới 100 người trong 7 ngày chẳng hạn thì anh em sẽ không cần quan tâm đến cái phần này. Chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần mà nhận được 0.16 đô cho mỗi rep mà anh em giới thiệu thôi. Bấm invite chẳng hạn thì anh em sẽ bấm xe này thì sẽ có một cái đường link đi tuyển rep nhưng mà người ta phải sao chép cái mã cốt của anh em nhé. À, ví dụ mình chọn bừa một cái là tin nhắn đi. Như thế này thì chúng ta sẽ có một cái đường link đi tuyển rep ha anh em chỉ cần sao chép cái đường link này thôi và nó có cái mã code nhé anh em dán lên Google thì anh em sẽ thấy này nó hiển thị ra cái mã code của chúng ta người khác phải nhập cái mã code của bạn thì nó mới tính rep cho bạn nhé bấm click copy này đó là sẽ copy cái mã code của chúng ta bây giờ sẽ đến cái phần là nhập cái mã code hồi nãy anh em đã copy ở trên web đúng không anh em lưu ý này enter invite code là nơi để anh em nhập cái mã code để nhận 1.000 pi nhưng mà khi mà anh em mới tạo tài khoản thành công anh em cần phải đợi hết cái thời gian countdown nó đang đếm ngược này anh em còn 4 tiếng 50 phút nữa thì mình mới được cái nhập mã cốt ha khoảng là 5 tiếng đó khi mà chúng ta tạo tài khoản thành công thì anh em phải đợi khoảng 5 tiếng để anh em được nhập cái mã cốt nhé trong lúc đợi cao đao đếm hết á thì anh em sẽ làm các nhiệm vụ khác hoặc là về phần new này anh em có thể là đọc báo đó để kiếm thêm thu nhập ví dụ mình sẽ chọn vô một cái bài bất kỳ đi thì anh em sẽ thấy cái hộp quà ở phía dưới này nó sẽ đếm thời gian ha cứ hết thời gian chúng ta sẽ nhận được điểm bi và cái này anh em có thể đọc một bài liên tục được, nghĩa là anh em sẽ sử dụng auto cho một bài được. Anh em thấy nó cộng của mình không? 203 bi. Và lưu ý cho anh em là nếu như chúng ta đọc một bài báo, điểm bi của anh em sẽ nhận được nhiều hơn là anh em không đọc bài nào. Có nghĩa là ở ngoài này thì nó vẫn sẽ chạy thời gian. Nhưng mà cái điểm bi mà anh em kiếm được nó sẽ không được quá nhiều nha. Có phải trên cùng anh em sẽ thấy một cái hình biểu tượng quảng cáo và đồng bi cộng 400. Có nghĩa là chúng ta sẽ xem một cái quảng cáo ngắn để nó cộng điểm bi ha. Đợi hết cái thời gian countdown anh em quay lại ứng dụng và bấm vào chữ là ơn trong cái phần là enter invite code ha. Anh em sẽ dán cái mã code mà hồi nãy chúng ta đã copy ở trên web. Bây giờ anh em bấm submit là được nha. Ở đây thì mình chưa có cái mã code nào khác để nhập. Nếu anh em nào mời chơi ứng dụng này mà có mã code đó có thể comment dưới phần mô tả video mình có thể nhập cho người đó nhé. Ứng dụng này hiện tại thì mình chỉ review sơ qua thôi. Nếu như sắp tới nó có nhiều chức năng hơn, nó có nhiều nhiệm vụ hơn để chúng ta kiếm tiền thì mình sẽ review lại nhé. Dù sao thì ứng dụng này cũng mới ra hy vọng sắp tới nó sẽ update thêm nhiều chức năng khác cho anh em chơi ha hiện tại thì chúng ta sẽ đi tuyển rep và đọc bài báo để kiếm điểm thôi à, kiếm thì cũng không được quá nhiều đâu ha